Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Liệt Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài theo cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu với em một bộ ghép, trong đó có một cái cặp loa đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bione. Tuy nhiên cái dòng đồng trục thì nó càng hiếm hơn, trên thị trường cũng không có nhiều và hàng cụ sản xuất không có nhiều, nên nó vừa nghe hay tạo ra một cái sự khác biệt so với loa thùng thì nó lại có thêm cái mặt giá trị nữa. Đặc biệt cụ loa này nằm trên cái thùng zin của Nhật về đó, các yếu tố mà Khôi muốn giới thiệu đến anh em những cái mặt hàng cổ bên Khôi đang có đẹp hay hiếm và zin nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ quay cho anh em xem, thì Khôi đã tháo cái e-căng ra rồi, bây giờ Khôi quay lại nhé. Đây nè, e-căng zin còn rất là đẹp, đây Khôi lắp vào ha, đó anh em cũng thấy này, đó lắp vào nhé, rất là tuyệt vời, cặp loa rất có giá trị. Rồi nhìn cái thùng này là đã biết ngay là thùng của hãng Bione nha, lưới trên này tinh bóng tàu của người ta. Rồi thì chỉ 3 năm một giờ lần đang test một các khúc của Duy Khánh rất là hay nè, của bác Duy Khánh mình phải gọi là bác chứ gọi là thằng nếu đúng là bác nhá, nhiều người gọi là thằng Duy Khánh, nghe như vậy nó xúc phạm tới các cái vị tiền bối. Duy Khánh đã mất rất là lâu rồi nhưng mà những cái ca khúc của bác để lại thì nó để đời ha. Thì đây là cái dòng đồng trục Bione nè, BX 25 nè, 25 là bác 25, bác 25. Thì ở đây là cái dòng đồng trục có cái kèn này, kèn ga bằng cái mặt luôn. Bình thường thì những cái cặp mà bình dân á, thì nó sẽ cái còi nó sẽ cái kép nó sẽ nằm ngoài, hoặc còn cái là tích hợp anh em nha, tích hợp trong này khi đánh nó sẽ rung như thế này ha. Đó là cái mà Khôi muốn chia sẻ để anh em cùng phần nào đó hiểu. Thì cái này anh em muốn xoay để ngang để dọc gì cũng được ha, cái này bắt ốc ở phía trong mình chỉ xoay lại là được, vấn đề đó đơn giản. Thùng rất là đẹp, thùng rất là đẹp này, thùng đẹp vuông vức ha, thùng chấm 10/10. Thì cái cặp này nè, đây là cái thùng zin của bên Nhật về nha, Khôi cũng xin nói rõ như vậy. Thì ở bên này á, bên Nhật á, họ đồ cái cục loa này không phải Việt Nam, cục Nhật chứ hàng Nhật tạo, thì bây giờ nó nhìn nó amateur lắm đó, ốc zin họ đồ lại nè, nên là cái này đồ lại để họ kiểu như là cái thùng loa này á, là gắn cái cổ phía sau nên họ đồ lại để họ gắn cổ á, nha, hiểu luôn mang nó vậy đó. Mấy cái này là zin của Nhật hết, Việt Nam không có một ốc này và cũng không có làm kiểu này. Nếu Việt Nam làm chỉ gắn một cái cọc này vào thôi, thì anh em muốn thì mình gỡ ra anh em ha, mình sẽ làm một cái cọc vào trong này luôn, cái này đơn giản làm được nha. Rồi đó là về cái cấu hình các thứ đó. Thì Khôi sẽ tháo ra để cho anh em cùng xem nhé. Tất cả cái mặt hàng mà Khôi bán Khôi cũng đều tháo rõ ràng, cụ loa các kiểu. Thì đây anh em cùng xem đó. Hai cái đều rất đẹp, độ đẹp là không phải bàn, chấm điểm 10/10 nha, đẹp và zin đó, hai cái giống nhau đó. Thì hát hò nghiêm chỉnh rồi, cụ loa cũng bao zin cho nên tuyệt đối, gọi là cái mình có thích nó hay không thôi. Còn về cái mức giá trong cái năm 2023 này, đặc biệt là tháng 6, tháng 7 này, thì hầu như là đều là những cái cặp giá vốn hết các em, mình thích hay không thích thôi. Còn về mức giá thì không phải quan tâm rồi nha, không phải lo, cứ mạnh dạn chốt, khi thích là chốt ngay và liền. Đây còi nó còn dơ đâu nè, chưa có chùi. Bên này còn cái căng này, đẹp và zin. Rồi thì Khôi sẽ test một ca khúc. Anh em lưu ý những cái dòng loa này nó ra đời vào cái thập niên 1970 đó, nên Khôi sẽ test những cái ca khúc nhạc xưa để nó thể hiện được những cái chất hay nhất của cái dòng này, chậm rãi mộc mạc. Và nó là dòng đồng trục thì nó không có đánh được nhạc mạnh như cái dòng loa thùng. Anh em lưu ý mình phải biết để mình khai thác hết cái khả năng của nó. Thiên về trung âm, anh em thấy cái kèn to thì mình cứ đè vào những cái dòng nhạc mà thiên về trung âm để mình test ha. Bây giờ anh em cùng nghe và sẽ chốt giá vào cuối clip. Thì mức giá anh em, Khôi đang có những cái chương trình cho tháng 6, tháng 7 này thì giá vốn hoặc là có tí xíu thôi, chứ không có bán được cái giá cao, anh em cứ yên tâm về mức giá. Đây mọi người, Khôi đã tháo cái nắp nó ra để mình xem cái cụ nha.
Thì cái thùng này là cái thùng zin, thùng zin của hãng. Nó bên bên lúc này tôi quay cái clip rồi đó, bên tay nó đổ. Thì dây này dây zin nè. Nghe anh em nói là dây này nó là dây quất tưng gì đây. Thì chắc là có giá trị, tại vì dùng sau thì bên Nhật chơi mà, Nhật chơi thì họ sản xuất ra được loa, sản xuất ra đồ thì chắc chắn nó lại có giá trị ha. Rồi, trở lại với cái phần chính này, cụ loa này. Beoner BX25F ha. Cụ rất to. Từ trong cái loa ra tới 25 xăng ha. 25 xăng. Cụ lớn nhất của cái dòng này. Anh em cùng xem. Thì nó có cái bịt ốc zin nha, nhưng mà không bắt được tại vì bắt vô đây cái lỗ nó sợ nó lủng cái phần gỗ á. Còn loa 100% zin ha, cũ sơn tĩnh điện này. Cái này dơ thôi, còn lại nó rất là đẹp nè, nó không bao giờ hư nha. Đặc biệt là cái đời này nè, nó là 16 ohm đời xuất á, đời xuất Mỹ á đó, hai quay đồng trục của Nhật thì nó hai quay và 15W thì nó dễ quấn âm ly xuất tù nhỏ, âm ly đèn cũng đều quấn được hết nè, cối cũng quấn được nha. Zin tuyệt đối nguyên bản bao cho anh em luôn. Quay mặt trước rồi, đây là mặt sau. Nếu mà phát hiện ra Khôi nói không zin thì Khôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Rồi, loa bông mút được còn đầy đủ nha, kể cả mặt trên, mặt dưới, mặt trước, mặt sau này đó, đây ha. Rồi ok, thùng cũng đẹp ha, thùng cũng đẹp. Hai cái này nó có cái đường vân nó cũng giống nhau, kiểu như siêu liền kề á, thì cái này nó chẳng quan trọng đâu. Thì tiền đây Khôi nói nha, chứ còn là mình cũng không có đặt nặng về cái vấn đề giá trị gì đâu. Đó ok, đây nè, mình quay luôn cho em xem cái mối hàn này. Nhiều lúc nói là khôi hàn, không có hàn nha. Đây đó, ở bên về nó như vậy luôn. Ở đây nó không biết làm gì mà nó có thêm hai cái này nè, kiểu như nó đổ thêm dạy thêm kèn thêm đồ gì đó. Nhưng mà cái thùng này thì không có nha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ lắp vào và sẽ test thử chất âm. Dòng này nó cũng nổi tiếng, nhưng mà Khôi test để tất cả mọi người biết là nó hoạt động cũng như nghe thử với con âm ly đèn thiết kích nha. Nghe trên điện thoại mà thấy hợp tai ưng ý thì mình cứ yên tâm mua về, thực tế nó sẽ rất là hay. Trường cũ nhiều nét đổi thay, thương mãi rêu mơ bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò, bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Con khắc hàng tên hoa leo phủ vàng đám khi tiếng ve du nghe nỗi buồn. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạc hương trời, ai thằng chờ đâu muốn năm tới. Về ơi hát gì kiệu nhạc lắm, khóc người miền biệt sơn thì cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung
nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mơ, bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui trong đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Thầy đó trường đây bạn đủ đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, tôi vừa test thử chất âm này, thực sự nó rất là hay và rất là cuốn hút. Một cái thương hiệu đã để đời rồi, nó là huyền thoại rồi, nó đã tạo cho mình một cái cảm giác, một cái sở thích, một cái gì đó nó đã ăn sâu vào trong cái suy nghĩ của mình rồi. Và hôm nay thì nghe với một cái bản nhạc rất là xưa nữa, thật sự là đồng lại này, chan chứa tình cảm đồng đầy ha. Rồi loa thì tôi đã nói hết rồi, bao dinh tuyệt đối cho em. Cái thùng này á cũng là cái thùng của Nhật bia của hãng bia luôn, thì anh em nhìn cái lưới, những cái khối nói thì cũng đã nhìn ra rồi, thì chỉ có cái cọc loa phía sau á là họ đồ lại thôi nha, để Nhật họ chơi đồ lại đó. Thì một cọc loa rất có giá trị, thì trên thị trường anh em cái cục loa thì tôi thấy cũng có nhiều anh em đang bán nha, với mức giá tầm 12-14 triệu nha, chưa tính cái thùng nữa. Cái thùng này thì tầm khoảng cỡ 4-5 triệu, vì đây là cái thùng gym của hãng. Nhưng mà trong cái mùa 2023 này, tháng 6 tháng 7 này thật sự nó khó khăn đó, nên mình chấp nhận rồi nè. Những cái món hàng ship về trước đó thì bây giờ muốn bán thì tôi cũng vẫn chấp nhận là bán khấu hao, bán lỗ nha, gọi là dưới giá vốn hoặc thề vốn thì cũng mừng. Thì anh em nào mà biết chơi, thật sự biết chơi, biết tới cái dòng này thì cứ mình già alo rồi sẽ chốt giá cho nè nha, chốt giá bán chỉ lâm quân với cái cục loa thôi, chứ không hy vọng là nó sẽ hơi vốn đâu. Anh em cứ yên tâm là như vậy, không phải chỉ mặt hàng này mà rất nhiều mặt hàng khác nha. Giá chắc chắn với anh em là dưới 15 triệu. Nếu mà anh em thật sự biết chơi và có nhu cầu nghiên cứu kỹ, khám phá kỹ thì tôi sẽ phích giá nha. Tôi xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.